Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Văn bản do ông Ngô Ngọc Vân, giám đốc ban quản lý dự án ký nêu rõ, đến cuối tháng 10 năm 2024, Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi 98,15% diện tích, hoàn thành toàn bộ 13 khu tái định cư và bố trí tái định cư cho 337 trên 818 hộ dân. Dù trên phạm vi tuyến còn nhiều điểm ngắt quãng, sôi đỗ, 19 đoạn chưa được bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 4,38 km, song chủ đầu tư khẳng định sẽ phối hợp với địa phương phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2024, hoàn thành di chuyển hạng mục hạ tầng kỹ thuật, ngầm, nổi trong quý 4 năm 2024. Về tiến độ dự án thành phần 2.1 làm đường song hành, theo ông Ngô Ngọc Vân, giám đốc ban quản lý dự án, sau 15 tháng kể từ ngày khởi công, 4 gói thầu xây lắp đã được các nhà thầu đồng loạt triển khai trên phần diện tích mặt bằng, đã bàn giao với 32 mũi thi công, 23 mũi đường, 9 mũi cầu. Hiện nhà thầu đang quản lý nền đất yếu, cầu và thi công hạng mục, thảm bê tông nhựa bán rỗng. Sản lượng đến nay đạt khoảng 36,86%, dự kiến hoàn thành dự án vào quý 4 năm 2025. Với dự án thành phần 3, làm đường cao tốc, ban quản lý dự án đang phối hợp, đóng dấu thẩm định, phát hành kèm theo hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến quý 2 năm 2025 khởi công. Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng, ban quản lý dự án sẽ đề xuất thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, từ phương thức đối tác công tư sang đầu tư công. Về công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua Hà Nội, theo đơn vị chủ đầu tư, để có thể hoàn thành dự án đường song hành trong năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng phải được các địa phương hoàn thành toàn bộ trong năm 2024, do đó cần ưu tiên bàn giao đối với hạng mục, đường, găng, tiến độ của dự án như móng cột cao thế, xử lý đất yếu. Đối với việc giải phóng mặt bằng đất ở, hiện nay khối lượng mặt bằng còn lại chủ yếu là đất ở trên địa bàn 5 quận, huyện Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai gặp khó khăn do vướng mắc khi áp dụng luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024 và các quy định hiện hành. Cùng với đó là các khó khăn liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất chênh lệch lớn giữa giá đầu đi, đầu đến. Do vậy, Ban Quản lý Dự án đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì nghiên cứu chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định đảm bảo thống nhất toàn bộ dự án. Về tiến độ dự án làm đường vành đai 4 qua tỉnh Hưng Yên, hiện địa phương đã thu hồi đất và bàn giao 95,1% mặt bằng, di chuyển ngôi mộ đạt 99,3%. Hưng Yên cũng đã hoàn thành 7 trên 11 khu tái định cư, phấn đấu hoàn thành 4 khu tái định cư còn lại, bàn giao đất tái định cư cho các hộ gia đình trước ngày 20 tháng 11 năm 2024. Dự án thành phần 2.2 đã tổ chức 8 mũi thi công, sản lượng thi công khoảng đạt 21,57% giá trị hợp đồng và 95% so với tiến độ phê duyệt. Tại Bắc Ninh, hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt 97,28%, công tác di chuyển mộ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, địa phương mới hoàn thành 2 trên 11 khu tái định cư, phấn đấu hoàn thiện cơ bản và tổ chức tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quý 1 năm 2025. Dự án thành phần 2.3 bố trí 22 mũi thi công, sản lượng thi công 3 gói thầu khoảng đạt 9% giá trị so với kế hoạch. Chính phủ vừa trình Quốc hội đề án chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến đường dự kiến dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu chở khách và kết hợp chở hàng khi cần thiết, phấn đấu khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2035. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ, nguồn vốn từ ngân sách trung ương, vốn góp của các địa phương, vốn vay có chi phí thấp và ít ràng buộc. Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, chính phủ đề xuất 19 chính sách đặc thù. Nhà thầu ưu tiên sử dụng sản phẩm Việt Nam. Theo kinh nghiệm quốc tế, để phát triển công nghiệp đường sắt, đòi hỏi các quốc gia phải làm chủ công nghệ lõi, có nền công nghiệp phụ trợ phát triển và nguồn vốn lớn để mua công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất.
Để tạo động lực cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường công nghiệp đường sắt, cần có cam kết từ chính phủ cũng như cơ chế đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước mới tham gia thị trường nên giá thành khó có thể cạnh tranh sản phẩm cùng loại trên thế giới. Nhằm giải bài toán trên, chính phủ đề xuất danh mục sản phẩm công nghiệp đường sắt, công nghiệp hỗ trợ, phục vụ dự án thuộc nhóm đặt hàng cho tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. Trong nhóm chính sách huy động nguồn lực, chính phủ đề xuất quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng được quyết định sử dụng các nguồn vốn như là trái phiếu chính phủ, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, có chi phí khoản vay thấp hơn khoản vay trong nước và ít điều kiện ràng buộc. Dự án sẽ được bố trí đủ vốn qua nhiều kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với tiến độ thực hiện. Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách trung ương giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định. Trường hợp cần thiết, chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chỉ tiêu bộ chi ngân sách, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ để huy động vốn cho dự án. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ sẽ từ ngân sách trung ương. Để giảm gánh nặng cho ngân sách, chính phủ đề xuất nguồn thu từ quỹ đất vùng phụ cận, nhà ga nộp vào ngân sách trung ương 50%, còn lại chính quyền cấp tỉnh giữ lại 50%. Để khai thác giá trị quỹ đất vùng phụ cận, các ga đường sắt tốc độ cao, chính phủ đề xuất cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh chức năng sử dụng các khu đất trong vùng phụ cận ga, điều chỉnh cục bộ quy hoạch mà không phải làm thủ tục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Các địa phương cũng được quyết định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, yêu cầu về không gian và sử dụng đất khác với các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng. Dự án đường sắt tốc độ cao cần lượng lớn vật liệu xây dựng từ các mỏ được cấp phép đang hoạt động hoặc tạm đóng chưa gia hạn giấy phép. Rút kinh nghiệm dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam gặp khó do thiếu nguồn vật liệu để giảm thủ tục khai thác mỏ. Chính phủ đề xuất với mỏ đã được cấp phép đang hoạt động, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh trữ lượng khai thác, gia hạn thời gian khai thác, nâng công suất theo nhu cầu của dự án mà không phải lập dự án đầu tư điều chỉnh, không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, không phải làm thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Nếu mỏ có trong hồ sơ khảo sát vật liệu nhưng chưa được cấp phép khai thác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung vào quy hoạch thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương, tổ chức thu hồi đất để khai thác theo yêu cầu dự án. Ngoài ra, chính phủ còn đưa ra một số chính sách đặc thù như đề phòng chống tham nhũng tiêu cực thì thành lập tổ thẩm định kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu với sự tham gia của các đại diện, các bộ quốc phòng, công an, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giao thông vận tải, thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước. Cùng với đó, các cơ chế thủ tục di rời hạ tầng kỹ thuật cũng được đề xuất để giảm thời gian giải phóng mặt bằng. Chính sách về hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhà ga, đường sắt không cần thi tuyển phương án kiến trúc. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài khoảng 1.541 km hướng tuyến tiếp cận trung tâm kinh tế của các địa phương sẽ tạo cơ hội để tái cơ cấu không gian phát triển kinh tế kết nối nhanh, liên thông các đô thị lớn, tái cấu trúc hệ thống các đô thị, phân bổ lại dân cư, tạo động lực tăng trưởng. Về lựa chọn phương án kiến trúc nhà ga thuộc dự án, theo đánh giá, trường hợp thi tuyển rộng rãi sẽ dẫn đến thời gian chuẩn bị, thực hiện lập phương án kiến trúc và đánh giá kéo dài. Nếu thi tuyển mà không có phương án đáp ứng được yêu cầu theo quy chế, thì phải thực hiện quy trình tổ chức thi tuyển lại dẫn đến rất mất thời gian. Để đảm bảo phù hợp với tính chất của nhà ga đường sắt tốc độ cao, các yếu tố về công năng cũng như thẩm mỹ được tính toán trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cũng như tiến độ của dự án, nên việc đề xuất chính sách không thi tuyển kiến trúc đối với nhà ga đường sắt tốc độ cao là cần thiết và phù hợp. Để giải quyết vấn đề trên, đề xuất cơ chế chính sách cụ thể như công trình nhà ga đường sắt tốc độ cao không thuộc đối tượng phải thi tuyển phương án kiến trúc. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Giao thông Vận tải, tính đến trước thời điểm luật PPP ban hành năm 2020, cả nước đã huy động khoảng 712.774 tỷ đồng đầu tư 242 dự án hạ tầng giao thông theo phương thức PPP, trong đó có khoảng 140 dự án trên 318.857 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các dự án này đã hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm ùn tắc tai nạn giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Dù vậy, sau khi luật PPP chính thức có hiệu lực vào năm 2021, số lượng dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo phương thức này có xu hướng giảm sút.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 31 dự án mới đang được triển khai, thực hiện và 11 dự án đang chuẩn bị đầu tư theo mô hình PPP. Đây đều là các dự án trọng điểm, quy mô lớn của quốc gia, địa phương với tổng mức đầu tư khoảng 380.000 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng khoảng 190.000 tỷ đồng nhà nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này, trong đó có một trong những nguyên nhân là cơ chế chính sách về đầu tư PPP còn chưa thực sự phù hợp, chưa đảm bảo hài hòa lợi ích nên chưa thu hút các nhà đầu tư cũng như ngân hàng cung cấp vốn. Đặc biệt là khó khăn vướng mắc một số dự án BOT giai đoạn trước đây chưa được xử lý triệt để gây giảm niềm tin của nhà đầu tư, ảnh hưởng môi trường thu hút đầu tư PPP. Điểm bất cập thứ hai nằm ở mối quan hệ bất cân xứng giữa nhà nước và nhà đầu tư trong các dự án PPP. Trước các vướng mắc trong triển khai dự án BOT, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật PPP nhằm tháo gỡ khó khăn pháp lý, tạo điều kiện cho các dự án giao thông được triển khai hiệu quả hơn. Dự thảo bổ sung một số quy định quan trọng như cho phép chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp đặc biệt và kiến nghị bỏ điều kiện về trách nhiệm chi trả từ phía cơ quan ký hợp đồng để dễ triển khai. Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất cơ chế bổ sung vốn nhà nước cho các dự án đã khai thác nhưng gặp sụt giảm doanh thu do yếu tố khách quan nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính. Việc hoàn thiện khung pháp lý PPP sẽ giúp tăng cường niềm tin và thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông quan trọng.